If you don't have your thing right now, you need to leave where you are. Your job, or your house, your money, your goal, your dream. You can win your life from home. You can win the missions from home. You need to leave where you are right now. Leave to find a better life, a better goal. You need to leave. The world is changing. So you need to get your idea and look at this again and see if it can still apply for this moment. Your old idea still survival for this economy, the technology 4.0. Do I need to do it by myself or can I leverage to someone else? Do I need to work hard or use the vehicle to help me to get to my goal without spending my time, my energy, but still get the goal I want? You need to look at in your bank account every day. Why? Because what can measure can improve. You can see what money you're spending. And then if it's not good investment, so you need to get rid of it or stop use or stop wasting your money. So you need to look at it. The reason you don't look at your bank detail or bank account because you don't have any money to look at it. But anyway, you need to look at it because when the money is coming in, so what money you spend, so you use money wisely. And don't focus on saving money, focus on making more money, more income, more source of income. Even in the world's number one economy, America, the United States, still have the company without employees. The one is master and the one is slave, the one is accountant and the receptionist. The one people do everything in the company. That's not a company. That's bullshit. That's, I don't know what that's called. Have you ever seen any great company without employees or with one employees? Apple, Microsoft, they have 10,000 million of people working for them in every single country in the world. You want to get big, you need to get more people helping you to do the business. The solopreneur or sole trader or self-employed, the three S's, it's just beginning of the business. If you want to get bigger, if you're going to get big, you need to get the more people help you to do business. The more people you got, the more employees you have, is the more successful business you are. The company want to grow, you need to get more employees and more depth. More depth you have, the more fast you can grow. The company have to get more source of income, not only one source. And when the company gets profits, use that money to invest in property, man. Invest, make money. The first step to use money is make money. The second step is keep money. You make it, but you explore it. You spend it all, it's not good. Make money and then keep money. And when you got money, you keep it and then you invest. Invest the return of the investment. The money you don't use, you invest. And borrow money from the bank. Do the business. You can't stay small and expect everybody know you. You need to play the bigger game. See the McDonald's, they spend $1 for advertisement. They get $1.05 in return, only 5 cents. But you imagine they expand it to like every single country you can know of. They make a million of dollars because they spend money to make money. They got debt, they investing money. And people say, don't get too much attention. Fly under the radar. Don't get too much attention so people will know you. Nowadays, if you don't have attention, you don't have money. Money follow the attention. I leave you one comment. Money follow attention. If you don't have attention, nobody know you. And
you never find the success without attention. Thank you. Xin chào các bạn, mình là Michael đây. Hôm nay mình sẽ nói với các bạn là tiền nó sẽ theo cái sự chú ý. Có nghĩa là hiện tại bây giờ bạn chưa được người ta chú ý thì cái tên tuổi của bạn, cái brand name của bạn, ví dụ bạn tên là Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Tèo, thì cái tên là Tuấn Nguyễn và Tèo Nguyễn đó chưa được nhiều người biết đến thì các bạn khó mà làm ăn lắm các bạn. Các bạn cứ nghĩ đi, khi các bạn đang ở vị trí hiện tại, các bạn đang ở vị trí hiện tại thì các bạn chưa thành công nên các bạn không có nhiều tiền. Các bạn cũng chưa có được cái mục đích sống của các bạn chưa có căn nhà các bạn mơ ước, các bạn chưa có cái xe, các bạn chưa có một cuộc sống các bạn mơ ước. Lý do tại sao? Tại sao các bạn không di chuyển đi? Các bạn di chuyển để các bạn có được những cái mà bạn muốn. Có nghĩa là bạn không có nên ở cái chỗ hiện tại của các bạn nữa. Khi ở chỗ hiện tại của bạn nó đâu có giúp các bạn giàu có hơn, đâu có giúp bạn thành công hơn. Tại sao bạn cứ ở đó hoài? Bạn cứ sống trong cái vùng an toàn của bạn hoài. Bạn phải di chuyển đi các bạn, bạn di chuyển chỗ nào cũng được. Miễn sao chỗ đó có attention, chỗ đó có money thì bạn cứ nhào vô, có cái sự giàu có. Bạn phải trải nghiệm, bạn mới biết được cái chỗ nào có. Bạn phải đi, bạn mới thấy được. Bạn phải trải nghiệm mới có được các bạn. Ai trong các bạn có thể nói cho mình biết cái thế giới này nó đang di chuyển, đang di chuyển hàng ngày. Bạn phải coi những cái ý tưởng kinh doanh của bạn, coi nó còn áp dụng được không. Nó không áp dụng được các bạn phải thay đổi, các bạn phải thay đổi coi cho nó hợp với cái thời đại này. Thời đại nó rất là nhanh các bạn, công nghệ thông tin nó qua rất là nhanh. Mà các bạn không thay đổi là các bạn sẽ chết thôi. Không thay đổi là các bạn sẽ chết. Các bạn bắt buộc ngày nào các bạn cũng phải thay đổi hết. Các bạn phải học liên tục, phải cập nhật kiến thức liên tục. Vậy mới được các bạn. Mỗi ngày các bạn phải nhìn vô cái sổ bank của các bạn. Các bạn coi người ta tiền tới. Bạn không muốn nhìn vô đó có nghĩa là bạn không có tiền ở trong đó để bạn nhìn. Bạn phải nhìn vô mỗi ngày, bạn nhìn coi người ta chuyển tiền cho bạn bao nhiêu, cách xài tiền của bạn như bao nhiêu nữa. Bạn phải coi cái đó hàng ngày. Tại sao phải coi hàng ngày? Tại bạn không coi cái gì mà bạn không có coi cân đo đong đếm được thì không thể nào phát triển được các bạn, không có nào mà cải thiện được nó được. Bạn phải coi cái cách xài tiền của bạn như thế nào, cái tài chính cá nhân của bạn như thế nào. Ví dụ bạn kiếm được 6 triệu đi, rồi coi các bạn sử dụng tiền như thế nào. Bạn 6 triệu người ta chuyển tới cho bạn, bạn xài hết một lần 6 triệu luôn, hay là bạn chia tiền ra thành phần nhỏ, rồi bạn có dành tiền cho cuộc sống cá nhân của bạn, bạn có mua sách không, bạn có phát triển cái bản thân của các bạn không, bạn có đi học những khóa học để giúp bạn cải thiện những cái tư duy của bạn không, tư duy của bạn có tốt hay không, đó những cái đó mới cần các bạn. Có rất nhiều người nói với mình đó là làm kinh doanh bây giờ rất là dễ, không cần phải thuê ai hết, nhưng cái đó là sự thật là nó không có đúng các bạn. Kinh doanh mà không có thuê người làm mà bạn tự làm hết, bạn là người chủ, bạn là người nhân viên, bạn là người đi giao hàng, bạn làm hết tất cả, chỉ là ban đầu thôi. Lúc đầu bạn ra bạn khởi nghiệp á, có thể là một mình bạn làm hết tất cả mọi thứ. Nhưng khi mà bạn muốn mạnh lên thì bạn phải thuê người, bạn phải dùng đồng bảy, thuê người, thuê nhân công và thuê những người theo khả năng của người ta, cho người ta huấn luyện họ và dùng những người giỏi để giúp bạn. Bạn có thấy cái công ty nào mà lớn trên thế giới mà chỉ có một? Những cái công ty lớn ở trên thế giới nó toàn là có hàng trăm ngàn người, có lúc có tới cả triệu người các bạn. Nhìn coi công ty Apple nè, công ty Samsung nè, công ty Google. Những công ty lớn nó không bao giờ mà nó không có nhân viên rồi các bạn. Không có nhân viên thì làm sao nó làm? Đó, các bạn hãy nghĩ, khi mà mình còn nhỏ thì mình làm một người làm hết tất cả, nhưng mà khi muốn lớn, muốn phát triển, muốn mạnh lên bắt buộc phải dùng người và họ là chính là đòn bẩy để giúp cho bạn mạnh lên các bạn. Và họ làm như vậy họ cũng giúp chính bản thân họ luôn. Họ sống được và tương lai họ giỏi, họ sẽ trở thành người lãnh đạo, người ta làm chủ của tập đoàn của bạn, hoặc là người ta sẽ giúp bạn, người ta làm cộng sự của bạn. Muốn lớn là phải mạnh lên các bạn, phải mở rộng cái thị trường ra, thuê người về làm, sử dụng nợ các bạn. Những công ty lớn trên thế giới toàn là phải nợ. Công ty Coca-Cola nợ gần 100 tỷ. Apple cũng vậy các bạn, cho dù nó có tiền mặt 150 tỷ đô la tiền mặt ở trong nhà bank của nó, nhưng mà nó cũng không có xài cái tiền đó các bạn. Cái tiền đó nó để nó invest, nó làm, nó đầu tư vào cái gì đó. Nó vẫn đi mượn nợ của người ta mấy trăm tỷ để nó làm ăn. Tại sao nó làm như vậy? Chỉ có nợ thôi mới phát triển được các bạn. Không có nợ là không có cách nào mà phát triển công ty của bạn được hết. Lý do tại sao? Nếu bạn có tiền mặt, lấy tiền mặt ra bạn sử dụng cũng tốt, nhưng mà nợ nó tốt hơn. Lý do nợ nó có thể là nó claim lại cho công ty của các bạn, claim là có thể sử dụng nó vào mục đích kinh doanh. Còn bạn lấy tiền mặt bạn ra bạn dùng thì nó giảm cái độ tin cậy. Bạn có vay, bạn có mượn thì cái điểm credit, điểm tín dụng của bạn đối với cái ngân hàng nó sẽ tăng lên nữa. Đó là có hai cái điểm lợi của cái việc nợ đó các bạn. Rồi trước khi kết thúc cái video này mình nói với các bạn, ngày hôm nay mà bạn muốn
bạn chơi cái game, cái trò chơi của bạn mà bạn chơi nhỏ và muốn cả thế giới biết bạn là cái chuyện không bao giờ có được. Bạn muốn cả mọi người, tất cả mọi người biết bạn, bạn phải chơi một trò chơi lớn. Và cái trò chơi đó bắt buộc bạn phải tạo sự chú ý cho người khác, là cái sự thành công của bạn nó sẽ nằm ở chỗ đó. Thành công, tiền bạc nó sẽ đi theo cái sự chú ý. Nếu người ta không chú ý bạn là bạn sẽ không có thành công và cũng không có tiền đâu các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video sau. Thank you for watching guys. See you guys next video. Bye.